vào thế trung bình tấn, kéo hai chỏ về phía sau, sao cho hai nắm tay ngang ngực. Lấy nắm tay phải đánh thẳng ngang qua ngực về phía bên trái, cánh tay lật ngang, vai xếp vào trước mặt, kéo chỏ về vị trí ban đầu, đồng thời đánh tay trái y như lúc ban đầu. Động tác này ta tập 72 lần. Tác dụng về mặt y học của động tác bàn long quyền. Động tác này giúp cho cánh tay mạnh, tác động tốt đến các khớp tay, vai, hệ tim mạch, hệ hô hấp và eo. Đứng thẳng, lấy một chân đưa thẳng ngang từ dưới lên cao, bàn chân bẻ vào, đưa sóng chân lên, càng cao càng tốt. Xong, trở về vị trí ban đầu. Động tác này ta tập 36 lần. Sau đó, đổi bên. Tác dụng về mặt y học của động tác bàn long cước. Động tác này giúp cho dây chằng háng và khớp háng xoay trở nhanh nhẹ, tác động tốt đến hệ thần kinh tọa. Đứng thẳng, kéo gối lên ngang ngực. Từ từ đạp gót thẳng ra phía trước, gối vẫn giữ yên. Xong, kéo gối về ở vị trí ban đầu. Động tác này ta tập 36 lần. Sau đó đổi bên. Tác dụng về mặt y học của động tác đạp gót. Động tác này giúp cẳng chân mạnh, tác động tốt đến khớp gối và dây chằng nhượng gối, cơ bắp chân. Thank you.
đứng thẳng, lấy chân phải giơ thẳng từ dưới lên trên xéo qua bên trái, càng cao càng tốt. Trở về vị trí ban đầu. Động tác này ta tập 36 lần. Sau đó đổi bên. Tác dụng về mặt y học của động tác đá xéo. Động tác này giúp dây chằng, khớp háng hoạt động nhanh lẹ, dẻo dai, tác động tốt đến eo, cơ thận, tránh bị thần kinh tọa.